Nicotine là một chất gây nghiện được tìm thấy trong nhiều loại thực vật và hầu hết các loại thuốc lá như thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá không khói. Chúng ta đã nghe rất nhiều rằng nicotine thì có hại cho sức khỏe. Vậy cụ thể ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết Nicotine tác động đến cơ thể người như thế nào của tác giả Orange được đăng trên website Spiderum nhé. Với kinh nghiệm 7 năm xây dựng cộng đồng và am hiểu người trẻ, Spiderum trân trọng giới thiệu Spiderum Media, cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng trẻ. Spiderum Media sẽ đem tới hai sản phẩm chính, gói tiêu chuẩn và gói chiến lược. Với gói tiêu chuẩn, bạn sẽ đồng hành cùng Spiderum Media thực hiện chiến dịch truyền thông đa nền tảng trên hệ thống Spiderum, bao gồm website, YouTube và các nền tảng mạng xã hội. Với gói chiến lược, Spiderum sẽ giúp bạn tư vấn, quản trị đến thực thi các chiến dịch phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về Spiderum và các cơ hội hợp tác tại website spiderum.com và các nền tảng khác. Nicotine là gì? Trước khi tìm hiểu xem nicotine có tác động đến cơ thể như thế nào, chúng ta cần hiểu rõ xem chất này là gì. Nicotine là một dạng alkaloid tự nhiên được tìm thấy trong nhiều loại thực vật như là khoai tây, cà chua, tiêu xanh và thuốc lá. Tuy nhiên, nguồn chính của việc phơi nhiễm nicotine là thông qua việc sử dụng thuốc lá và các liệu pháp thay thế nicotine như miếng dán nicotine qua da và kẹo cao su chứa nicotine. Nicotine lần đầu tiên được phân lập và được xác định là thành phần chính của thuốc lá vào năm 1828. Cấu trúc của nicotine là C10H14N2, được các nhà nghiên cứu đề xuất vào năm 1892 và được xác nhận vào năm 1895. Nicotine nguyên chất là một chất lỏng trong suốt với mùi đặc trưng, chuyển sang màu nâu khi tiếp xúc với không khí. Nicotine có thể vượt qua các màng sinh học bao gồm cả hàng rào máu não. Như đã biết, hàng rào máu não bao gồm các mạch máu lưu thông hệ thần kinh trung ương CNS có tính chất hóa học đặc biệt, cho phép các mạch máu này điều chỉnh chặt chẽ sự di chuyển của các ion, phân tử và tế bào giữa máu và não, hạn chế sự xâm nhập của các chất khác nhau vào dòng máu não. Sau khi được hấp thụ, nicotine được gan chuyển hóa rộng rãi thành một số chất chuyển hóa chính và phụ. Cơ chế gây nghiện của nicotine. Nicotine có thể xuyên qua màng não, bắt đầu bằng sự tương tác của nicotine với các thụ thể nicotinic, acetin, choline. Sự tương tác này gây ra sự kích hoạt các trung tâm khen thưởng trong hệ thần kinh trung ương, điều chỉnh sự giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh như acetin, choline, có như epinephrine, dopamine, serotonin và glutamate thông qua các thụ thể nicotinic trước synapse. Dopamine, serotonin là hormone hạnh phúc. Chính điều này khiến cho não bộ muốn nhiều phần thưởng hơn mà phần thưởng não bộ nhận được khi có nicotine, dẫn đến nghiện nicotine. Nicotine là một chất gây nghiện và cũng chính lý do này khiến người ta nghiện thuốc lá. Mặc dù nicotine có nhiều tác động tích cực đến cơ thể con người nhưng lại được sử dụng trong việc cai thuốc lá, bởi vì thuốc lá ngoài nicotine ra còn chứa rất nhiều hóa học gây hại khác. Theo FDA, thuốc lá có chứa hơn 7.000 hóa học, trong đó có khoảng 70 chất hóa học gây độc cho cơ thể. Việc dùng nicotine thay vì thuốc lá với liều lượng giảm dần sẽ dễ dàng hơn trong việc cai thuốc lá. Các con đường hấp thụ nicotine. Sự hấp thụ nicotine có thể xảy ra trong khoang miệng, da, phổi, bằng quang tiết niệu và đường tiêu hóa. Tốc độ hấp thụ nicotine qua màng sinh học là một quá trình phụ thuộc vào độ pH. Tỷ lệ nicotine chưa được hấp thụ khi pH của dung dịch chứa nicotine tăng, trong khi tỷ lệ nicotine được hấp thụ khi pH của dung dịch chứa nicotine giảm. Các bazơ hữu cơ không tích điện là ơ béo tan trong chất béo, trong khi bazơ hữu cơ tích điện là ơ nước tan trong nước. Do đó, tốc độ hấp thụ nicotine qua màng sinh học tăng lên khi pH của dung dịch nước tăng lên, trong khi sự hấp thụ nicotine giảm đi khi độ pH giảm. Đối với những người hút thuốc không hít và hoặc sử dụng thuốc lá không khói, sự hấp thụ nicotine qua niêm mạc là con đường chính. Độ pH của thuốc lá là 5,5 và nicotine ở độ pH này phần lớn được tích điện. Do đó, nicotine ít được hấp thụ qua niêm mạc. Đối với những người hút thuốc hít vào, con đường chính của việc hấp thụ nicotine là qua các phế nang của phổi. Độ pH của xì gà khi đi vào cơ thể thành dạng nước khoảng 8,5 và pH của phế nang là khoảng 7,4. Và ở độ pH này, khoảng 30% nicotine không được tích điện và do đó dễ dàng đi qua các màng tế bào và hệ tuần hoàn. Ngoài ra, hấp thụ nicotine qua niêm mạc bọng nước kém và sự hấp thụ qua phổi diễn ra nhanh chóng. Bên cạnh đó, cơ thể con người cũng có thể hấp thụ nicotine qua da. Hấp thụ nicotine qua da là quan trọng trong quá trình thu hoạch thuốc lá và trong các liệu pháp thay thế nicotine, ví dụ như sử dụng miếng dán nicotine. Sự tái hấp thụ nicotine được chiết xuất qua bảng quang tiết niệu
sự hấp thụ nicotine từ bàng quang tiết niệu phụ thuộc vào độ pH của nước tiểu. Sự chuyển động của nicotine qua niêm mạc bàng quang tăng lên khi nicotine không bị ion hóa và từ pH 8 lên pH 9. Không thể tái hấp thụ nicotine nếu độ pH của nước tiểu dưới 6. Sự hấp thụ nicotine qua ống tiêu hóa kém vì tính chất axit của dịch dạ dày. Cuối cùng là về sự bài tiết nicotine ra khỏi cơ thể. Nicotine có thể được bài tiết qua nước tiểu, nước bọt, mật, dịch dạ dày, mồ hôi và dịch cơ thể. Tác động tiêu cực của nicotine. Chúng ta chắc chắn đều đã gần như thuộc lòng cái câu nicotine là thành phần chính của khói thuốc lá, là một trong những yếu tố quan trọng gây bệnh tim mạch và ung thư phổi. Vậy thì chính xác, nicotine gây ra những bệnh trên như thế nào? Nicotine có khả năng tạo ra các gốc tự do và gây ra quá trình peroxy hóa lipid, là quá trình phân tử lipid bị oxy hóa bởi các gốc tự do trong mô tụy và niêm mạc thực quản. Trong cơ thể, luôn có sự cân bằng giữa việc sinh sản các chất oxy hóa và loại bỏ chúng bằng các chất chống oxy hóa. Khi quá trình này mất cân bằng, các gốc tự do sản sinh vượt quá khả năng chống oxy hóa của cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng stress oxy hóa. Hậu quả là các phân tử sinh học như ADN, protein, lipid liên tục bị tấn công bởi gốc tự do, làm sai hỏng phân tử sinh học, qua đó làm tổn thương tế bào và mô. Quá trình peroxy hóa lipid tạo ra các gốc tự do là những quá trình liên quan đến cơ chế bệnh sinh của sơ vữa động mạch. Peroxy hóa lipid tạo ra nhiều sản phẩm oxy hóa thứ sinh có thể gây độc tố cho tế bào và góp phần tham gia vào khởi phát, tiến triển của các bệnh lý ung thư. Nicotine có liên quan đến việc ngăn ngừa quá trình chết theo phương pháp apoptosis. Nicotine kích hoạt kinase RK2 dẫn đến tăng biểu hiện của oncoprotein BCL2 và ức chế quá trình apoptosis. Apoptosis hay chết tế bào theo chương trình là một quá trình diễn ra tự nhiên trong cơ thể, bao gồm một chuỗi các bước kiểm duyệt để cuối cùng tế bào chết theo một cách có chủ đích. Cơ thể dùng apoptosis để giám sát và cân bằng quá trình nguyên phân, quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới hoặc tiếp tục phát triển và tái tạo tế bào. Quá trình apoptosis rất quan trọng. Khi quá trình apoptosis xảy ra vấn đề, các tế bào hư hỏng có thể không thể tự chết, sẽ tiếp tục phân chia, gây ra các bệnh nguy hiểm, bệnh tim mạch, thoái hóa thần kinh, bệnh tự miễn, ung thư. Ngoài ra, nicotine làm tăng tiết catecholamine và kích hoạt các enzyme có chức năng trong con đường sinh tổng hợp catecholamine như tyrosine hydroxylase và dopamine B-hydroxylase trong tế bào tủy thượng thận. Catecholamines là một nhóm hormone bao gồm dopamine, epinephrine, norepinephrine được sản sinh từ mô thần kinh, não, tủy thượng thận. Việc sử dụng nicotine gây ra những thay đổi lớn trong các hormone liên quan đến trục tuyến yên vùng dưới đồi, HPA. Những hormone này có liên quan đến căng thẳng và nhiều triệu chứng của việc kiêng thuốc lá khiến cơ thể lo lắng, bồn chồn, mất khả năng tập trung và rối loạn giấc ngủ. Người ta cho rằng hoạt động của vùng dưới đồi tham gia quá trình điều hòa nội môi, HPA, điều chỉnh cảm giác khát, đói, nhiệt độ cơ thể, hô hấp và chu kỳ ngủ thức. Việc sử dụng nicotine có khả năng làm tăng nồng độ vasopressin trong huyết tương. Vasopressin cũng có khả năng gây co mạch và tăng huyết áp. Hoạt động này được thực hiện qua trung gian của các thụ thể V1 trong mạch máu. Tác dụng có lợi của nicotine. Nicotine đương nhiên là có nhiều tác dụng gây hại cho sức khỏe, nhưng bên cạnh đó, chất này cũng có những mặt có lợi nhất định. Vì thế cho nên, nhiều người dù biết nó gây hại nhưng vẫn tiếp tục nạp và sử dụng nó. Lý do chính để sử dụng nicotine là khả năng làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Nicotine kích thích các tế bào thần kinh dopaminergic trong hệ thống mesolimbic và giải phóng dopamine trong các trung tâm khen thưởng. Nicotine từ lâu đã được cho là có tác dụng giải lo âu, được cho là xảy ra thông qua hoạt động của thụ thể acetylcholine nicotinic. Trong một số nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tăng cường hút thuốc trong điều kiện căng thẳng sẽ làm giảm lo lắng. Nicotine có thể làm giảm trọng lượng cơ thể theo ít nhất hai cơ chế. Nicotine có thể làm giảm sự thèm ăn và tăng tỷ lệ trao đổi chất. Nicotine kích thích giải phóng serotonin làm giảm cân. Những người ngừng sử dụng nicotine dẫn đến tăng cân do giảm chuyển hóa và tăng ăn. Ngoài tác dụng trên, người ta chứng minh rằng trong quá trình nghiên cứu trước đây rằng những người hút thuốc phát triển bệnh Parkinson với tần suất tương đối thấp. Vừa rồi là những thông tin cơ bản nhưng mà nghe có vẻ nâng cao về nicotine cũng như tác dụng cả lợi lẫn hại của nó với cơ thể con người. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên bấm like, share và cũng như là subscribe kênh YouTube của Spider Room và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace.